Phòng của em Quy tủ để quần áo. Phía sau nhà của em Quy được rào lưới B40 xung quanh quý vị. Đây là một cánh cửa. Đây là toilet. Rất là vui mừng khi hôm nay thì nhà của hai em Phi và Lâm đã hoàn thành. Xin đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân, cô bác anh chị trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua đã đồng hành giúp đỡ cho hai em Phi và Lâm có được căn nhà khang trang như hôm nay. Thì hãy xin cảm ơn anh Việt là xây dựng, cảm ơn anh Trung cùng tất cả bà con ở xóm từ lúc mà khởi móng đến hôm nay thì cũng đến để cùng giúp đỡ cho hai em. Hãy xin gửi lời hôm nay ngày 8 tháng 1 2020, hãy đại diện cho tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước xin bàn giao nhà cho hai em Huy và Lâm. Thì từ cái đường nước này tới nhà em Huy thì nó rất là gần, cả vài chục mét.